Thưa quý vị, theo thông tin từ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS tại 231 phố Quan Hòa. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy cứu nạn đến hiện trường. Khi đang giả soát tại tầng 3 của quán karaoke ISIS thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2, bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy hy sinh. Quán karaoke ISIS được Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1 năm 2013 người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978. Cơ sở có quy mô gồm 5 tầng, 1 lửng, 1 tung, kết cấu chịu lực chính bê tông cốt thép. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, cháy lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà. Trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke này.